Chiếc xe ô tô đẹp như thế này luôn mà giá chỉ có mấy chục triệu thôi. Các bác xem này, phần nội thất bên trong luôn các bác nhá. Đây em quay qua một chút. Đây các bác xem. Đấy, có điều hòa auto này các bác này. Đấy, điều hòa auto động và đây là màn hình các bác nhá. Đây là cửa gió điều hòa này, đây đồng hồ và đây một số những cái công tắc các bác. Đấy, ổ khóa kia, vô lăng 4 chấu các bác nhá. Nội thất tắp đi tắp lô của xe bằng chất liệu da xịn cao cấp. Đây, da xịn cao cấp luôn. Đấy. Chiếc xe này phân khúc hạng D đấy ạ. Đấy, các bác nhá, trần này. Đấy, trần nỉ còn rất là căng mới luôn này các bác này. Nhìn như là những chiếc xe đời cao nhiều tiền. Đấy các bác nhá, phần tắp ni của nó vẫn là da xịn này. Đấy, bốn kính điện lên xuống rất là nhanh và êm các bác nhá. Độ thất của xe thì rộng rãi. Đây những phần tắp ni của nó đây. Đấy, nó thì hơi bẩn một chút, các bác về vệ sinh qua tí là ok các bác nhá. Đấy. Phía sau này trang bị có hai loa âm thanh nghe cực đỉnh luôn. Đấy, có na răng đúc này, rồi phanh đĩa, phanh ABS các bác nhá. Đấy, lưu sơn của xe thì cũng khá là bóng mượt. Đấy, khá bóng mượt sạch sẽ. Đây. Cửa đóng rất là êm và nhẹ các bác nhá. Có mấy chục triệu thôi, các bác còn bỏ ra thì mình đã có thể là sở hữu một chiếc xe ô tô như này rồi. Tránh mưa, tránh nắng. Mình mua chiếc xe này về thay xe máy rất ok này. Mẫu xe này được mang tên là Daewoo Leganza các bác nhá. Đấy. Trước này thì tuy rằng đời nó hơi thấp, tại vì đời thấp cho nên là giá nó mới rẻ như vậy thôi, chứ còn thì đời mà cao hơn thì giá nó không có cái gọi là giá mấy chục triệu đâu các bác nhá. Các bác nhìn này, ở đây là nó có đèn bi này, đèn bi xenon các bác nhá, rất là sáng vào ban đêm. Đầu của xe thì nhìn nó cũng hơi giống với lại chiếc xe Lalos đúng không ạ, nhưng mà nó bầu bĩnh hơn rất là nhiều. Đây đèn bi đây các bác nhìn này, form dáng của dòng này nó nhìn nó rất là bầu bĩnh đúng không ạ, và nó nhìn nó béo không gầy như là một số như là Nanos, Lumia. Lốp của xe thì cũng khá là dày nhá. Đấy, lốp của xe khá là dày luôn các bác nhìn này. Đấy, lốp này mà mình nếu mà mình bị mòn mà đi mua nó cũng mất cả chục triệu, hơn chục triệu đúng không ạ. Đấy, có ghế điện luôn các bạn. Đấy, có ghế điện nhá. Đấy, ghế điện này. Đấy, chạy ở mầm luôn. Đấy, gương kính điều chỉnh điện được làm toàn bộ ở đây. Đây là kính này, bốn công tắc kính. Còn đây là gương, có cả chế độ cục gương luôn. Đấy, lái nhẹ, điều hòa mát. Trước này các bác mua về sẵn dùng, chạy ngay thôi, các bác mua về đi luôn, không phải sửa gì nữa các bác nhá. Đấy, một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Đấy, sản xuất thì năm 98 các bác nhá. Đăng ký tên tư nhân. Biển 20 thì với cái biển này các bác có thể sang tên hoặc là mình để nguyên biển cũng được. Mình để nguyên biển cũng được nhá. Đấy, dòng xe này thì em rất kết cái phần khu vực phía sau của nó ạ. Nhìn rất là hay đúng không ạ? Và nội thất bên trong rất là sang trọng. Bây giờ thì em sẽ quay gọi là chi tiết cho các bác xem một chút nữa về con xe Leganza này bên em nhá. Đấy. Dòng xe mấy chục triệu thì em vẫn còn một vài dòng xe nữa, còn chủ yếu là những dòng mà tầm khoảng 2, 3, 4, 500 triệu là nhiều các bác nhá. Các bác đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của bên em đưa lên các bác nhá. Rất là nhiều xe được đăng lên theo hàng ngày. Đấy, cái phần tắp đi đấy ạ, các bác về mình vệ sinh một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cái phần da nó còn khá là ok này. Đấy, da còn khá là tốt đúng không ạ? Âm thanh hay các bác nhá. Thân vỏ xe là không bục mọt nhá. Các bác xem đây là những cái phần nội thất của nó hơi bẩn thôi, chiếc này hơi bẩn một chút. Các bác về vệ sinh cái nó ok, sạch sẽ, đẹp đẽ ngay. Côn số lái nhẹ nhàng các bác nhá. Tắp lô của nó thiết kế ra nhìn khá là hay đúng không ạ? Đây cô xem này. Tắp lô khá là hay. Da xịn đấy ạ. Đây đồng hồ nhá, có vòng tua này, rồi kim xăng, kim nhiệt, rồi km các bác nhá. Đây tắp lô này. Khá là chất luôn. Đây là củ số và phanh tay. Đây là hộp đồ và tì tay các bác nhá. Bộ ghế da đẹp. Bộ ghế da không rách. Trần thì em quay cho bác rồi đúng không ạ? Trần có cái gân ở trên kìa đúng không ạ? Tiếp tục đây thì em mời các bác xem đối với vị trí cánh đằng sau này. Cánh đằng sau đây nhé. Đây các bác xem.
cái phần da này các bác về vệ sinh nhá, cho nó sạch sẽ hơn. Đấy, về vệ sinh nó sạch sẽ hơn tí nữa. Đấy, là đẹp ngay. Nội thất của xe rộng rãi, ngồi nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Sơn xi xe đen, đúng không ạ? Rất là dài luôn, chiếc xe rất là dài và cao to rộng rãi. Chạy sướng hơn Vios, chạy sướng hơn một số dòng mà tầm khoảng trên dưới 200 đấy ạ. Em nghĩ là ít có con nào mà được chạy sướng con này, tầm khoảng hơn 100 đấy ạ. Tầm cùng tầm tiền ấy thì chắc có điều rằng là sẽ không có con nào chạy sướng con này rồi. Khó luôn. Đấy, form dáng đẹp, đúng không ạ? Đèn trước đèn sau sáng đẹp này các bác này. Đấy. Đây em thấy là có mắt camera này, có mắt camera được nằm ở đây. Bác nhá. Em quay cả gầm lại cho bác xem. Đấy, la răng đúc là nguyên bản theo xe nhá. Chiếc này là chiếc ít tiền cho nên là em không quay, gọi là nó ở mức độ vừa phải. Làm sao cho các bác mình biết những cái cơ bản đó, phần cơ bản của xe. Sàn da rồi nhá, có lót thảm ở trên. Tắm đồ đây. Cái phần da này đấy thì các bác về mình có thể là bọc lại da khác được nhá. Đây nó hơi cong cong một chút hay hơi bong bong một chút thì về mình dán lại. Đấy, mình ấn nó vào cho keo và vị trí này mình ấn xuống sẽ xuống rồi các nhá. Em nghĩ là cái da này thì các bác về mình vệ sinh đi hoặc là mình bọc lại nhá. Đấy, vệ sinh hoặc bọc lại cho nó đẹp hơn. Một chiếc xe cỏ ít tiền mà chạy vẫn là rất là ngon. Đấy, chủ yếu máy số của xe này nhá, rất là ngon các bác nhá. Máy số đại chất luôn, gập vệ chắc lịch. Chức năng của xe đang hoạt động bình thường. Chức năng của xe đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy, sơn xi đẹp đây, các bác nhìn này, sơn xi của xe thì rất là sáng bóng, sạch sẽ rồi đúng không ạ? Đấy, kính của xe thì được dán rồi, đăng kiểm của xe thì vừa mới khám xong. Đăng kiểm vừa khám nha các bác. Đây, lốp dày này, lốp mít luôn, lốp rất dày. Lốp khá là dày luôn đúng không ạ? Đây quan trọng nhất là máy số và gầm bệ đúng không ạ? Thì ngay bây giờ em cũng sẽ quay cho bác mình xem cái gầm luôn. Đây các bác nhìn nhá. Đây gầm ok này, không bị cuộn này đúng không ạ? Quan trọng là khung vỏ và máy số gầm bệ đúng không ạ? Đây các bác cắm nhá. Đấy, đẹp chưa? Ít tiền nhưng mà nói là thân vỏ đẹp thật. Đây, máy đây này các bác này. Các bác về mình có thể là bọc lại một những cái phần tắp đi đấy, mình đổi hẳn cái màu khác đi. Cho nó sáng, đổi thành màu cam đi. Nó sáng hơn. Các bác nhá. Đổi thành màu sáng hơn cho đẹp. Sơn giữ cho anh cái này cái. Giữ anh cái cao cái. Cái này thì cái ti chống của nó đang bị hỏng nhưng mà thay cái này hết mấy trăm nghìn thôi. Bên em vẫn thường xuyên thay. Đấy, mất 5-600 nghìn thôi. 5-600 nghìn thôi nhá, các bác nhá. Và đây là máy này. Với động cơ của xe là máy 2.0 phun xăng điện tử nhá. Đấy, máy 2.0 phun xăng điện tử cho nên là tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là hợp lý vừa phải thôi. Các bác nhá. Máy số chất. Bên em đã kiểm tra rồi. Gầm bệ chắc lịch. Xe mua về đi luôn. Thì rồi, chiếc xe này thì em cũng đã giới thiệu cho các bác của mình biết thông tin. Bác nào quan tâm alo cho bên em theo hai số điện thoại này nhá, là số 093 8586307 và 0389000555. Hai số chính của bên em, hai số hotline các bác alo để được chốt giá nhá. Thường thường thì con xe này bên em vẫn bán tầm khoảng trên dưới 70 triệu. Đấy. Còn đấy, mới quay xong rồi. Xe đã bán không? Vâng. Đấy thì video về chiếc xe này em đã quay xong. Xin được kết thúc video này. Và em sẽ quay trở lại với các bác trong những video lần sau.
Xin chào tạm biệt ạ.